Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bên cạnh Duy các bạn thấy không? Đây là một cái hộp quà thì các bạn biết ha, bên trong là cái gì rồi ha. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive phiên bản 2022 được nằm trong cái hộp quà này. Đó, bởi vì là một lát nữa chủ nhân của chúng ta ở đây các bạn sẽ đến nhận cái món quà đặc biệt này. Đó thì các bạn biết rồi ha, cái người mà tặng cái hộp quà này các bạn là một anh trai, là các bạn biết là như thế nào ha, rất là đẹp trai luôn. Tặng một món quà cực kỳ khủng khiếp như thế này, cũng như là một bạn rất là dễ thương như Quỳnh. Thì như Quỳnh đang trên đường đến các bạn, dự kiến khoảng tầm nửa tiếng nữa Quỳnh sẽ đến nhận xe. Ok, lát nữa thì Duy sẽ mời các bạn cùng Duy cũng như là anh Hy, chủ nhân của cái món quà này, sẽ cùng với lại Quỳnh mở cái hộp quà này cho các bạn xem nha. Để chuẩn bị hết tất cả mọi thứ như thế này các bạn, thì anh Huy chính là người đề co cái background này luôn, cũng như là mọi thứ anh Huy set up đó, rồi liên hệ với bên là làm quà cũng như là làm một cái hộp quà đặc biệt như thế này đó. Thì anh Huy bỏ rất là nhiều công sức cũng như là cái thời gian của các bạn. Ngày hôm qua thì cái hộp quà này được đem vào showroom bên Di làm mất khoảng tầm 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ mới xong cái hộp quà này. Đó, mãi đến khoảng tầm 8 giờ tối, 9 giờ tối Di mới có thể là về được. Khi nào xong thì Di mới về. Ok, một lát nữa thì các bạn biết rồi ha, cái những cái hộp quà này mà nó sẽ mở ra thì bong bóng nó sẽ tràn ra hết ở bên ngoài, hết showroom bên Di luôn. Bởi vì bên trong cái hộp quà này có hơn 1.000 cái bong bóng. Rất là đặc biệt các bạn nha. Đây là anh Huy nè các bạn. Rất là đẹp trai luôn. Một trí vô mà thấy. Rồi ok. Đó. Anh Huy là một kiến trúc sư ha, rất là giỏi. Và ngoài thật ra chia sẻ với các bạn luôn, ở ngoài là xe ô tô Mercedes-Benz đây ha, thì kiến trúc là một cái ngành nghề cũng như là Di cực kỳ thích luôn. Khi mà gặp anh Huy, anh Huy đó là kiến trúc sư thì Di cực kỳ thích anh Huy đó. Thì mấy anh em cũng ngày hôm qua mấy hôm nay cũng chia sẻ, ngồi nhiều khi xe cổ không có nói nhiều mà chủ yếu nói nhiều về kiến trúc đó. Thì anh Huy ơi, một lát nữa Quỳnh sẽ tới rồi, anh Huy chắc là tặng cái bó hoa cho Quỳnh ha. Đúng rồi. Em cũng như là anh có hồi hộp hay là có nôn nóng gì không? Thật ra thì cũng có chút hồi hộp, cũng cảm ơn Duy đã nỗ lực. Mình tưởng là không có xe rồi đó, nhưng mà Duy cũng nỗ lực trong vòng một tháng, chưa tới một tháng có cái xe ý của mình luôn, cũng màu trắng, nội thất màu đen đó, rất là hay. Thật ra là cảm ơn Duy. Ban đầu anh Huy nói là anh Huy chuẩn bị một cái món quà này cho một cái sự kiện đặc biệt như thế này nha. Thì em thấy là hơi rất là lo luôn, rất là lo lắng luôn, đến mãi đến phút cuối luôn á thì mới có được cái chiếc xe cho anh, thì coi như lúc đó rất là vui luôn. Rồi cảm ơn Duy nhiều. Cảm ơn. Lát nữa thì em sẽ đứng qua một bên thôi, còn lại mọi thứ thì anh Huy sẽ xử lý. Rồi cảm ơn Duy. Rồi cảm ơn. Bó hoa đẹp quá. Để nó xây ra mới thấy bó hoa nhé. Đó, rất đẹp. Rất đẹp, các bạn thấy không? Đây nè. Ông Duy cũng hỗ trợ. Đó, rất đẹp. Cái bức tranh này là background này là anh Huy tự tay anh Huy thiết kế luôn nha các bạn. Chứ không phải là nhờ một cái đơn vị thiết kế đâu. Anh Huy cực kỳ khó trong vấn đề mà mỹ thuật, các bạn biết rồi ha, anh Huy là kiến trúc sư mà, cho nên là những cái mà bức hình mà bên thiết kế họ đề co trước á thì anh Huy không có ưng ý đó, và anh Huy tự làm luôn, coi như đây cũng là một cái món quà đặc biệt luôn ha anh Huy. Đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn Duy nhiều. Ok, rồi cái này anh để đâu cho anh, xem anh gửi xíu được không, hay là để đây lát nữa anh để ngoài đây, để đi. Món này
mình nha. Hùng cái luôn đi anh ơi. Tuyệt vời, hạnh phúc anh chị nha. Cảm ơn. Thật nhiều sức khỏe cũng như là thật là hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn Duy. Dạ. Cảm ơn Duy hỗ trợ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi. Chúc mừng Quỳnh nha. Dạ. Rồi. Vừa rồi thì anh Huy đã trao quà cũng như là có một màn cầu hôn rất là ấn tượng với lại Quỳnh. Đó thì ở đây thì mọi người xem coi như là rất là thích luôn, cũng như là các bạn thấy ông Quỳnh lúc nãy là cực kỳ xúc động luôn. Đó thì thực ra đây là cái buổi mà giao xe có thể nói là đặc biệt nhất của Duy từ trước đến bây giờ luôn. Đó và ở đây cũng vậy các bạn, mọi người chứng kiến cái cảnh mà anh Huy tặng quà là cầu hôn thì thật sự rất rất là đã luôn ha. Đó bây giờ thì mọi người chuẩn bị là dọn dẹp cũng như là anh Huy về nhà. Ok, thì cái buổi mà giao xe của Duy là vậy. Lần này thì các bạn thấy là mỗi khi Duy giao xe, Duy hay có xuất hiện ở trong những cái clip rồi hướng dẫn cho khách hàng từ đầu tới đuôi luôn, nhưng mà ngày hôm nay Duy để cho anh Huy ha tự biên tự diễn hết, Duy không có xuất hiện đó. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.